quý vị và các bạn, với chủ đề khơi nguồn cảm hứng thực phẩm Á Châu, Việt Nam Food Expo 2015 là cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, được tổ chức bài bản chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Với quy mô hơn 500 gian hàng của trên 300 doanh nghiệp đến từ 36 tỉnh, thành phố trong cả nước và 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, triển lãm Food Expo 2015 đã trở thành tâm điểm quy tụ số lượng lớn các thương hiệu nông sản thực phẩm, công nghệ thực phẩm trong và ngoài nước, trong đó nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Lần này là lần đầu tiên là cái triển lãm công nghiệp thực phẩm quốc tế được tổ chức. Và về phía Việt Nam thì cái mặt hàng thực phẩm trong đó là có cái việc kể cả về công nghiệp thực phẩm là cái một những vấn đề mà hiện nay rất được quan tâm. Và chính vì vậy là cái triển lãm công nghiệp thực phẩm quốc tế năm 2015 này là một trong những cái thông điệp và những hành động hết sức là cụ thể và thiết thực của Chính phủ, của Bộ Công Thương, là đầu mối là Cục Xúc tiến Thương mại, phối hợp với các địa phương, các bộ ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp. Đây là một những cái biện pháp tốt nhất để phối hợp hỗ trợ cho người nông dân và cũng giúp cho cái ngành công nghiệp thực phẩm hết sức còn non trẻ, hãy còn có thể nói là hãy còn rất là yếu của Việt Nam có thể phát triển trong cái thời gian tới. Tham gia triển lãm lần này, tỉnh Đồng đã giới thiệu 15 cái doanh nghiệp với các cái sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Ví dụ như rau quả cao cấp, chè, cà phê cao cấp, thì các cái loại dược liệu quý hiếm. Có thể nói rằng là các cái đặc sản này đã góp phần tạo ra một cái không khí cởi mở, khơi nguồn về cái năng lượng của cái thực phẩm góp phần tham gia vào thị trường châu Á. Và thông qua cái triển lãm này, Lâm Đồng đã có 13 hợp đồng ký kết tiêu thụ với các đối tác trong và ngoài nước. Điều này có thể nói rằng là khẳng định rất tốt so với các cái lần triển lãm trước mà các doanh nghiệp Lâm Đồng là rất thành công. Mục đích chúng tôi tham gia lần này, cái đầu tiên là hướng những cái hoạt động chung của bộ, nhưng cái quan trọng hơn là chúng tôi tập trung vào giới thiệu những cái sản phẩm nông sản đặc sản nổi tiếng của tỉnh cho các cái thị trường phía Nam mà chúng tôi cho rằng là một trong thị trường rất là hấp dẫn. Đặc biệt như lần này chúng tôi cầm đến hội chợ lần này những cái mặt hàng rất là có uy tín của tỉnh, và chúng tôi rất kỳ vọng là qua những cái hội chợ như lần này thì các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh sẽ kết nối được với những cái bạn hàng tiêu thụ ở đây. Tại Việt Nam Food Expo 2015, bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu hàng hóa của doanh nghiệp, ban tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, tổ chức đoàn các doanh nghiệp quốc tế và giao dịch, mua bán hàng tại triển lãm, tổ chức hoạt động và tư vấn xuất khẩu tại chỗ, giới thiệu tài liệu cập nhật về định hướng phát triển thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có thể lựa chọn được những sản phẩm mà phù hợp với thị trường của Hàn Quốc. Từ đó thì chúng tôi sẽ mang xuất khẩu qua thị trường Hàn Quốc cũng như là những thị trường khác mà chúng tôi đang hoạt động như là ở Trung Quốc hay Indonesia. Chúng tôi thấy rằng là cái việc tổ chức như này thì tại đất Việt Nam nó sẽ cũng có một cái lợi thế là chúng ta vừa giảm được chi phí nhưng mà vừa khẳng định được mình ở trong cái điều kiện có thể thuận lợi và tham gia nó có sự đông đảo hơn. Và chúng tôi cũng vừa qua thì các đơn vị cũng rất là nhiều gửi các sản phẩm hàng hóa cũng như giới thiệu tại hội chợ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là thông qua hội chợ này thì chúng ta có thể vào được các cái thị trường, mà đặc biệt là một số cái thị trường như là thị trường Nhật, thị trường Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc là những thị trường mà hiện nay chúng ta chưa mạnh lắm. Bộ Công Thương kỳ vọng Việt Nam Food Expo sẽ trở thành diễn đàn hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước giới thiệu những nét đặc sắc về sản phẩm của mình, hướng doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước tự nhận biết đến tiêu dùng của các sản phẩm, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ của Việt Nam, góp phần thúc đẩy các mối liên kết hợp tác kinh doanh và đầu tư, đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong thời gian tới. Chúng tôi cũng hy vọng rằng đây là lần thứ nhất, nhưng mà trong 2 năm tới là lần thứ hai và sẽ còn tiếp tục những lần tới nữa, thì ngày càng sẽ được phát triển hơn và cái triển lãm về công nghiệp thực phẩm sẽ là một cái thương hiệu đối với không những là của khu vực của châu Á mà của cả thế giới. Và chúng ta với cái chủ đề đó là cái thực phẩm của châu Á đó là rất là nổi tiếng trên thế giới, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng sau này nói đến các cái đồ ăn thực phẩm trên thế giới người ta nói đến châu Á, nhưng trong đó nếu mà nói đến châu Á thì chắc chắn cũng sẽ có người ta nhắc đến Việt Nam, và chúng tôi rất hy vọng như vậy. Thời gian qua, thực trạng được mùa rớt giá và khó khăn của người nông dân trong việc tiêu thụ nông sản được phản ánh rất nhiều. Do đó, Việt Nam Food Expo là hành động cụ thể, thiết thực để nâng cao giá trị nông sản và thực phẩm mang thương hiệu Việt, là biện pháp tốt nhất để hỗ trợ người nông dân và giúp cho ngành công nghiệp thực phẩm non trẻ của Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.